lật rửa ra như thế này. Hầu các ông hoàng đây, ông hoàng ai dùng những khăn này để hầu các ông hoàng nữa rồi? Hay là như hầu ông hoàng 10 đây, tôi còn cả khăn ông hoàng bơ đây, hầu ông hoàng 10 thì khi lật ra như thế này, nó cũng là lật trái này của cái buộc trái đây. Thế nhưng mà đến khi lật lên tai thì nó lại ra là phải. Bây giờ không còn ai mà hầu những cái khăn này rồi. Nhưng mà hiện nay bây giờ là tôi còn đang cho thợ thêu lại và sẽ hầu lại như thế này. Chứ nếu mà không có mà cứ cái tình hình này thì bây giờ thì nó hơi lộn xộn về y phục quá. Hay như đây này, khăn các chầu bà đây. Đây là ngày xưa mà hầu chầu bơ cũng là khăn như thế này hết. Hầu tứ phủ thánh bà là đều bốn cái khăn thế này. Thế khăn này thì người ta gọi là cái nón buồm đây. Thế thì nó cũng vẫn còn có những cái hàng tua như thế này. Mà cái tua này bây giờ thì nó ngày xưa nó từ bên Pháp thôi. Lan can này nó từ bên Pháp đây. Chứ không phải là chỉ có hầu các chầu thượng mới đội nón buồm. Mà ngày xưa là hầu cả bốn bà, tứ phủ thánh bà là đều đội khăn này cả. Hoặc là đội khăn này, hoặc là đội khăn củ ấu. Những cái khăn này là toàn 7-80 năm rồi. Đấy, thế thì đây nó là cái nón buồm này. Thế còn đây nó là cái khăn, đây nó lại là cái cái này đội nó là cái nón buồm này. Nhưng mà nếu nó dài như thế này thì nó lại là cái khăn củ ấu. Đấy, đây là để lấy khăn củ ấu này. Đấy, những cái này là để lấy khăn củ ấu đây. Đấy, còn cái dài cái là cái nón buồm. Đấy, ngày xưa các cụ là hầu một là nón buồm, hai là khăn củ ấu đây. Đấy, thế còn thì như áo cộng ngày xưa cũng thế đây. Áo cộng ngày xưa thì các cụ là thêu cả mặt trước mặt sau như thế này, nhưng mà có khi mặt trước thêu hoa mới thêu rồng đây. Mà các cụ hầu là áo cộng là phải có lá sen, lan can này là toàn là lan can mà ngày thời Pháp thuộc cái dệt hết. Thế rồi là đây là những cái đai mạng cổ, rất tiếc là bây giờ nó không còn được những cái đây đai mạng cổ đây, nó chỉ còn những cái hàng tua này này. Bây giờ nó không có đâu ra những cái hàng tua này. Thế đến khi giải phóng Sài Gòn thì là nó có bằng cườm thôi. Bằng cườm ấy làm bằng cái chỉ tơ, nó như cái tua cờ thôi. Nhưng mà còn đây nó mới là cái thượng cổ ngày xưa. Tất cả các cái lan can này là nó lấy nguyên liệu từ ở Pháp sang. Mà các cụ ngày xưa là thêu tay hết. Đây, hoàn toàn cái này là bắt kim tuyến bắt tay và thêu chỉ tơ, chỉ màu cũng bắt bằng tay hết. Thế rồi là ngày xưa các cụ cũng đã có bao tay rồi. Nhưng mà cái bao tay của các cụ ngày xưa nó bé thế này, thế này này. Đấy. Và hoàn toàn kim tuyến này là bắt tay, cái này là bắt tay. Thế đến bây giờ thì nó theo thời cuộc thì nó có cải biên đi. Nó có cải biên đi, nhưng mà tôi thấy có những các cải biên, có những các cái mà nó cải biên đi thì nó vẫn giữ cái nền nếp xưa. Nhưng có những các cái mà cải biên đi thì nó lại thái quá. Thí dụ như hầu cô bơ mà cái áo nó thắt vào đến cái cổ tay, xong cái tay nó loe ra này, hoặc là cái đuôi áo nó dài 6-7 mét như thế này, thì cái ý là nó không giống như ngày xưa. Nhưng mà còn về cái cơ bản mà y phục ấy, là đến bây giờ với ngày xưa là nó cũng vẫn còn giữ y như nhau thôi. Nhưng có cái bây giờ là thêu thùa rồi là nó diêm dúa nó đẹp hơn, nó có điều kiện hơn. Chứ ngày xưa thì các cụ như thế này đã là đẹp nhất rồi. Đấy. Thế thì nhớ lại được ngày xưa cái gì thì chúng tôi là sẽ xin là hầu lại những các cái nề nếp cũ. Thế còn chính bản thân tôi sinh là tôi sinh ra đã tiếp quản thủ đô rồi. Thế tiếp quản thủ đô rồi thì lúc bây giờ tôi còn trẻ, tôi cũng phải đi hầu dưng cho các cụ. Thì lúc bây giờ tôi còn vẫn nhớ được cái nề nếp của các cụ, hầu đến đâu thì bây giờ chúng tôi hầu lại đến đấy. Thì các cụ ấy mà còn bây giờ phải hơn 100 tuổi hết rồi. Thế khăn áo của các cụ còn giữ được cái gì thì là mình giữ, thế nhưng mà cũng lại trải qua những cái năm tháng mà người ta cấm đoán thì mình cũng làm thất lạc đi mất rất nhiều rồi. Bây giờ tôi mới đang cho khôi phục lại những các cái này. Đấy, chứ còn các cái này là hồi xưa các cụ không biết thêu máy mà hoàn toàn là thêu bằng tay thôi. Đấy. Chứ còn đến là mà ngày xưa báo cáo với các vị là đây có thầy Chén với lại thầy Châu biết là ngày xưa hầu các đức thánh bà là không có mặc quầy đâu. Đấy. Mà đã các cụ không mặc quầy mà các cụ hầu áo của các chầu bà nó lại còn ngắn hơn áo các quan lớn cơ. Thế chứ bây giờ mà nhiều vị thấy tôi hầu mà lại cái lối xưa mà không mặc quầy, bảo ô thế sao lại không mặc quầy. Cái mặc quầy là từ khi bắt đầu giải phóng Sài Gòn xong thì là bây giờ trong Sài Gòn mới nhập các cái quầy ra. Thì bây giờ các đức thánh bà mới mặc quầy. Thế còn ngày xưa là hầu các nữ thần là áo thì áo lơ lửng đến đây thôi. Thế nhưng mà không có mặc quầy đâu. Đấy. Thế thì tôi bây giờ để xong một cái để xin phép các thầy nhá. Để xin phép ông đồng với xin phép các quý vị để chúng tôi vào chúc mùi đồng này. Cũng như là anh em đây đã có được một cộng đồng các này, dân tộc Việt Nam chúng ta đã có một cái nền văn minh múa nước và sống theo chế độ mẫu hệ từ cách đây 4.000 năm.
Cho nên cái tục thờ nữ thần và mẫu thần nó đã gắn liền với dân tộc chúng ta từ rất lâu rồi. Đến khi Đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh cùng Hoa Dung Công Chúa ngày Giáng sinh thì hệ thống điện thần Việt Nam được hình thành và các cụ đồng đây được tiếp nhận cái nghi lễ hầu bóng cũng như là hát văn để duy trì cái lề lối cổ. Nhưng thời gian gần đây do sự biến thiên của văn hóa thì do sự du nhập văn hóa ở một số vùng miền khiến cho tín ngưỡng hầu bóng cũng như là hát văn có một phần bị mai một và thay đổi. Thì ngày hôm nay cũng gọi là nhân tiệc đức vua và các vị đồng đền niên trưởng hứa khả cho đến anh em chúng cháu là hàng hậu côn để gọi là theo đòi dấu trước mở đền nếp sau. Cụ đồng cùng với các cụ thầy phát tâm vô ngàn đường xá xa xôi về bản từ trước là tế thánh đại thì cũng cho dân, sau là thi triển oai nghi của nhà thánh theo cái nối cổ xưa để cho hàng hậu côn được học hỏi. Thì đại diện cho anh em chúng cháu xin chân thành cảm tạ sự quan tâm và quý hóa của cụ đồng cũng như các cụ thầy. Nhưng mà cũng trước khi cụ đồng đoán giá thì chúng cháu anh em cháu cũng như đại diện cho một số anh em cung văn trẻ cũng mong muốn là hai cụ thầy các cụ có một đôi nhời để các cụ phân tích để cho anh em chúng cháu được biết cái lề lối hát văn cổ xưa với hiện nay nó đã biến thiên và nó đã có những cái sự gì khác biệt với nhau và còn giữ được những cái sự gì tương đồng để anh em chúng cháu còn được theo đòi các cụ dăm ba lề lối để gìn giữ sau này tầng lớp hậu môn sau còn giữ được tạng, còn giữ được hồn cốt của dân tộc, còn giữ được linh hồn của văn hóa dân tộc chúng ta mà không bị bão hòa. Để xin ăn mày các cụ có nhờ để trước khi cụ đồng cháu vào để đoan giá. Xin thân ra lối hát văn nhiều hát văn cổ ngày xưa thì chỉ có ngũ cung. Đấy, trong cái ngũ cung đấy thì rồi khác các lối khác nhưng mà nó chỉ có mười mấy lối thôi, 12-13 lối thôi. Đấy. Thế mà gióng giạc khi khoan khi nhặt hát văn là phải giải tròn vành rõ chữ. Thế vì các vị cổ thì người ta hầu đính đạt nghe câu văn câu phú nó chỉ có một vài câu thôi. Thế còn bây giờ nó cải biên ra nhiều, nó lai căng cả chèo cả cải lương cả quan họ tất cả tật các lối. Thế thì bây giờ các vị hầu đồng thì các vị chỉ tạo không khí nó vui nhộn, chứ còn ngày xưa các cụ hầu đồng thì chỉ nghe thơ phú từ quan lớn thì toàn thơ phú, ông hoàng cũng thơ phú thôi, từ chúc rượu cũng thơ phú, hát chúc rượu nối thơ phú, chứ không có bây giờ nhiều cái nó pha tạp nhiều. Thế thì chúng tôi thì theo gót các cụ thì cứ cổ giả thế nào thì chúng tôi học được đến đây chúng tôi làm đến đấy. Chứ còn hát nó pha tạp thì nó chỉ tạo không khí vui thôi, chứ còn mình không giữ được thì về sau nó mất cái vốn cổ đi. Thế tôi chỉ sợ có cái ý kiến là nó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.